Hello, xin chào tất cả mọi người. Anh chị ở đây có ai muốn học làm sao để có thể tăng lên cái dòng tiền của mình không? Ok, nếu như mà anh chị muốn học thì anh chị hãy tiếp tục coi cái video này của Lina, ok? À, anh chị có bao giờ nghe nó gọi là mục tiêu thông minh không? Khi mà anh chị muốn tăng cái dòng tiền của mình lên thì mình phải có một cái mục tiêu rõ ràng. Nếu như mà hồi giờ anh chị chưa bao giờ có cái mục tiêu đó Thì cái đó cũng là bình thường thôi anh chị Tại vì cái tuổi của Lina thật ra đó, Tới lúc mình 36, 37 tuổi Khi mình bắt đầu tham gia vào kinh doanh Thì lúc đó đó đội nhóm mới dạy là đặt mục tiêu Thì Lina mới hiểu là đặt mục tiêu mỗi tháng là mình muốn có bao nhiêu tiền Thì khi mình đặt mục tiêu đó anh chị Nó sẽ cho mình cái động lực Để mình có thể là nỗ lực làm Để cho mình kiếm được cái mục tiêu đó của mình Thì ở đây đó nếu như mà anh chị chưa bao giờ đặt mục tiêu Cũng không sao hết để Lina chỉ anh chị ha anh chị cần phải làm là có một cái cuốn sổ ừ, không cần phải bự như ly nè đâu có một cái cuốn sổ anh chị viết ra là anh chị muốn cái gì chẳng hạn như bây giờ mình đang làm là 10 triệu một tháng đi thì mình đặt mục tiêu á, thì cái mục tiêu đó nó phải là thực thế nó không có phải là mục tiêu ảo cái mục tiêu mà trong cái dòng trong cái khả năng của mình đó mình có thể làm được và mình chỉ cần ráng một chút xíu nữa thì mình có thể làm tốt hơn thì giá tỷ như bây giờ là 10 triệu thì anh chị đặt là hai chục triệu hoặc là ba chục triệu một tháng đừng có đặt 100 triệu tại vì cái đó một cái con số rất là xa thì thực tế là anh chị sẽ có người sẽ lấy được nhưng mà chắc chắn là rất là khó cho những người mà cái hồi giờ họ chỉ có một cái công việc thôi cho nên là anh chị đặt là hai chục triệu hoặc là ba chục triệu dưới cái khả năng của mình là mình biết mình cố gắng chút xíu là mình sẽ đạt được Okay. cái đó là cái thứ nhất anh chị phải đặt cái mục tiêu của mình là ghi ra cái con số rõ ràng là anh chị muốn bao nhiêu tiền nha. tại vì mình phải đừng có nói là à, à, chị muốn có thật là nhiều tiền, thật là nhiều tiền là nhiều <laughs> hai đồng cũng là nhiều rồi phải không? ở bên mỹ đó cái chữ s ở sau lưng đó là hơn một là nhiều, cho nên mình phải rõ ràng là bao nhiêu cái con số nó cụ thể để cho mình có thể thấy và mình có cái lòng tin và có cái động lực để mình làm cho nên con số rõ ràng là cái thứ nhất ha cái thứ hai quan trọng lắm anh chị có đặt cái mục tiêu hai chục triệu ba chục triệu đó anh chị dùng cái số tiền đó để cho cái gì cái lý do tại sao á mà mình phải để vô cái lý do đó thì cái đó là cái cảm xúc của anh chị thì khi mà nó có cảm xúc anh chị có nghe được hấp dẫn mà phải không nó sẽ hút đến những cái gì mà mình muốn khi mà mình bỏ cái cảm xúc của mình vào khi mình viết xuống à, chẳng hạn như bây giờ mình mình muốn đi một chuyến du lịch đi chơi đi mà cái tiền thu nhập của mình mỗi tháng chỉ có 10 triệu thôi thì để dành hoài cũng không bao giờ đủ hết mà giá tỷ bây giờ cái chuyến du lịch đó là 10 triệu nữa đi thì mình làm không dư giả thì chắc chắn là suốt cuộc đời thì mình sẽ không đi được rồi đó nhưng mà bây giờ mình lên cái mục tiêu là một tháng nữa mình muốn dẫn gia đình mình hoặc là người yêu của mình đi cái chuyến du lịch đó chẳng hạn giống như hôm nay là ngày 13 tháng 4 phải không thì anh chị có thể để là ngay lúc này ngay bây giờ hôm nay là ngày 10 à, ngày 14 tháng 5 2024 tôi có lợi nhuận là 20 triệu vì tôi muốn dẫn người yêu hoặc là gia đình của tôi đi đến chuyến du lịch này vì tôi đã hứa với họ lâu lắm rồi hôm nay tôi chính thức thực hành làm cái chuyện đã xảy ra thì cái đó là cái mục tiêu mà anh chị thấy nó nó có cái lý do tại sao mình muốn cái số tiền đó Hả? thì anh chị viết xuống cái số tiền là tại sao anh chị muốn xài cái tiền đó cho cái gì ha và cái thứ ba đó là anh chị phải có cái lòng tin và người ta nói có cái mình đặt cái mục tiêu mà mình viết cho có viết mà mình lại không có cái lòng tin là mình có thể đạt được nó thì cái mục tiêu của mình nó chỉ là ảo giác thôi mình chỉ là mơ hồ thôi chứ thật ra cái đó không phải là cái mục tiêu của mình cho nên anh chị phải có cái lòng tin là anh chị sẽ đạt được nó và anh chị sống như thể là anh chị đã được rồi chẳng hạn giống như bây giờ mình biết một tháng nữa mình sẽ đi du lịch thì trong cái thời gian bây giờ nè thấy không mình với tự như bây giờ du lịch của mình là mình đi biển đi thì trong cái thời gian này làm sao đi mua đôi dép à, đi mua cái nón à, đi mua bộ đồ tắm cái mình mình đi mua hoặc là mình làm những cái gì đó mình chuẩn bị à, giấy tờ đầy đủ phải không mình mình chuẩn bị đủ thứ hết để cho cái ngày đó mình đi thì cái đó là sống như thể đã xảy ra rồi thì khi mà anh chị sống như vậy đó thì giống như lực hấp dẫn nó sẽ thu hút đến cho mình tại vì cái đó là cái mình muốn khá okay. cho nên cái sống như thể rất là rất là quan trọng nha anh chị nhiều khi mình đặt mục tiêu xong rồi cái mình viết số hình dục qua một bên mình không bao giờ tưởng tượng hoặc là suy nghĩ tới là mình đã có rồi cho nên một một tháng sau một năm sau cũng chưa xảy ra cái trở về la lina nói lina chỉ đặt mục tiêu mà sao không xảy ra tại trong đầu của anh chị không có thì dĩ nhiên thực tế sẽ không bao giờ xảy ra anh chị có nghe câu đó mà phải không trong đời của mình xảy ra hai lần lần thứ nhất là ở trong tâm trí của mình lần thứ hai là ở ngoài thực tế cái đó là lý do tại sao mà người ta nói là sống như thể có nghĩa là sống ở trong cái đầu óc của mình trước rồi lúc đó nó mới xảy ra ở ngoài thiệt ok cái đó là cái đặt mục tiêu ha và anh chị muốn tăng cái dòng thu nhập của mình nữa nó cũng rất là quan trọng là anh chị phải biết quản lý tiền vào wow, cái này phải nói nha có rất là nhiều người làm rất là nhiều tiền nhưng mà không bao giờ giữ được tiền tại vì không biết quản lý tiền. Bản thân của Lina hồi xưa mình cũng rất là ghét mỗi lần mà thấy ai mà à, mua cái gì mà viết xuống á mình nói trời này tào lao quá. Mỗi mỗi tháng nó gửi về cái hóa đơn cho mình là mình coi đó là được rồi mắc mới gì phải viết xuống, phải không? Cái đó là Lina hồi xưa là không biết quản lý tiền. Nhưng mà mình thì rất là biết à, giỏi xài tiền, phải không? Cho nên cái giỏi xài tiền á là không có tốt mà mình cũng rất là giỏi biết kiếm tiền nhưng mà mình lại không biết giữ tiền thì sao cũng không có tốt luôn cho nên anh chị phải giỏi kiếm tiền anh chị phải giỏi quản lý tiền thì bây giờ á cái quản lý tiền á đơn giản thôi anh chị mình làm ra bao nhiêu tiền mình biết là mình làm bao nhiêu tiền và mỗi lần mình chi phí cái gì đó anh chị phải viết nó ra xong rồi anh chị dùng nhớ xấu cái lọ hồi đó Lina chỉ trong cái băng kia không xấu cái lọ làm sao mà để quản lý tiền của mình đó thì mình áp dụng xấu cái lọ đó vào trong cái quản lý tiền của mình ok cái đó là cái thứ hai mà anh chị cần phải làm ha đó cái thứ ba rồi phải không à, cái thứ tư á là anh chị phải có một cái kinh doanh anh chị phải giỏi về bán hàng tại vì thực tế đó nếu như mà anh chị đi uh, đi lên trên google anh chị kiểm tra đó thì anh chị sẽ thấy tất cả đa số người giàu ở trên thế giới họ đều là doanh nhân hết có nghĩa là họ đều là làm kinh doanh bán hàng những người mà trở thành tỷ phú tỷ tỷ phú họ đều bắt đầu từ bán hàng tại vì khi mà anh chị bán hàng á anh chị có thể bán bất cứ mặt hàng nào anh chị có thể đi bất cứ nơi nào anh chị vẫn có thể làm ra tiền chẳng hạn như bây giờ một tháng mình chỉ làm có ba có có nhiều 10 triệu À, mà bây giờ mình nói là tôi muốn có 20 triệu mà cái sức của mình thì chỉ có bao nhiêu đó thôi mà cái công việc thì nó lại không cho mình thêm thì làm sao mình có được cái hai chục triệu đó nhưng mà khi anh chị học bán hàng thì nó khác khi mình học bán hàng tiền bán hàng nó sẽ là con số nhân chứ không phải là con số cộng anh chị sẽ nhân nó lên cái cái đó là lý do tại sao mà người giàu càng ngày càng giàu là như vậy đó ok cho nên anh chị phải học bán hàng và bán hàng thì mình phải cần có có gì kiến thức thế thì bây giờ mình không biết cái gì hết thì làm sao mà mình 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 biết cái gì để mình bán và bán bán làm sao phải không thì anh chị cần phải đi phát triển bản thân của mình trong cái phát triển bản thân của anh chị đó thì anh chị sẽ cùng một lúc phát triển cái tư duy của anh chị cái lý do mà tại sao mà có nhiều người á à, thất bại nhiều hơn thành công á là tại vì cái tư duy của họ không có mà không phải là họ không có, tại vì hồi giờ lớn lên chỉ biết là đi học xong ra đi làm, đi làm xong rồi lập gia đình, gia đình xong rồi sống nhảy là thôi. Nhưng mà bây giờ tới cái thế hệ này rồi cái thế kỷ này rồi phải không? Mình đàn ông, đàn bà nó giống nhau, đàn ông cũng có thể là ở nhà, đàn bà cũng có thể là ngồi đi làm chứ không có nhất thiết là như hồi xưa là đàn bà ở nhà, đàn ông đi làm phải không? Cho nên cái tư duy của mình đó, nó phải lên, mình phải hiểu những người thành công, những người giàu người ta suy nghĩ cái gì. Thì khi mà mình hiểu người ta suy nghĩ cái gì đó Thì mình làm ý sạch như họ thôi Mình sẽ thành công Người giàu thức dậy sớm Tập thể dục <laughs> Cho cái cơ thể nó khỏe mạnh Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng Cho cơ thể mình đủ những cái chất Chẳng hạn như khi mà họ ăn không có đủ cái chất này Thì họ sẽ áp dụng thêm dược thảo chức năng Phải không? Người ta uống đủ nước Người ta đọc sách mỗi ngày Người ta đi nghiên cứu Người ta đi học của những người thành công khác anh chị có nghe người ta nói là hả mình muốn thành công thì mình phải học từ những người thành công đừng có đi theo cái câu nói là thất bại là mẹ thành công có nhiều người vô đây chứ anh thất bại rồi anh mới thành công tại sao phải chờ thất bại trong lúc đó anh chị có thể học của những người thành công rồi để anh chị có thể thành công nhanh hơn phải không cho nên muốn tăng cái dòng tiền của mình thì anh chị phải tăng cái thu nhập của mình còn nếu như cái công việc hiện tại của anh chị làm bao nhiêu đó đã bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nay nó bao nhiêu đó là nó cũng sẽ bao nhiêu đó thôi. Anh chị muốn tăng cái dòng tiền thì tăng cái tư duy mình lên, trở thành một cái doanh nhân và tăng lên những cái giá trị cuộc đời của mình. Khi mà anh chị có giá trị, anh chị có tư duy, giá trị của mình ở đâu, tư duy của mình ở đâu thì số tiền của mình sẽ có ở đó. Tại vì khi mà anh chị có giá trị trong cái cuộc sống này, trong cái cuộc đời này đó, có nghĩa là anh chị đã giúp được rất là nhiều người. Và nhiều người đó vì anh chị mà người ta đã thành công thay đổi cuộc đời của họ. Thì khi mình ra ngoài kia mình hiểu cái câu vậy nè. Giúp càng nhiều người có nhiều tiền. Có nghĩa là mình đi ra ngoài kia mình dùng những cái kiến thức, những cái hiểu biết của mình đó. Mình giúp đỡ cho những người khác. Để cho những người khác có thể có được một cuộc đời sông túc, à, bình an, hạnh phúc, giàu có và khỏe mạnh. Thì khi mà anh chị giúp cho những người đó như vậy thì sao? Tự nhiên chị sẽ giàu. Cái đó lý do tại sao mà người giàu mỗi ngày càng giàu hơn. Ok, thì Lina chỉ chia sẻ đến đây thôi. À, mong là anh chị có thể là làm được à, những cái mà Lina nói. Thì có thể là nó sẽ khó, nhưng mà anh chị làm hoài thì nó sẽ dễ. À, có một cái nữa. À, nãy Lina quên nhắc. Anh chị có thể làm trong cái cuốn sổ mà khi mình viết cái mục tiêu mình ra đó. Anh chị gạch nó ra làm hai. Một bên anh chị để là à, nếu như tôi không đạt được cái mục tiêu này thì chuyện gì sẽ xảy ra anh chị viết ra và nếu như tôi đạt được cái mục tiêu này thì chuyện gì sẽ xảy ra anh chị sẽ viết ra thì anh chị thấy đó cái đó hai cái đó đó là tại sao mà mình phải làm như vậy là tại vì á anh chị có bao giờ nghe người ta nói là có cái tiếng nói nhỏ trong cái đầu của mình không nào phải mình bị khùng đâu là chẳng hạn giống như là mình đang ngủ đi cái hôm qua mình đặt cái mục tiêu là sáng mình dậy đi tập thể dục nhưng mà tự nhiên cái hồi sáng này dậy lạnh quá Cái mình nằm trên giường Cái trong đầu mình có cái tiếng nói Ồ oh, hôm nay lạnh quá Thôi thôi ngủ đi Ngày mai đi tập cũng được không sao hết á đó. đó cái đó là tiếng nói nhỏ Thì trong cái kinh doanh này của mình á Trong cái uh, smart goal của mình đó nha Thì nhà chỉ cho anh chị Khi mà anh chị nghe cái tiếng nói nhỏ Nó nói là Thôi đừng có làm công việc đó um, mày, mày đâu có biết làm đâu Thôi Mày lớn tuổi rồi thôi mày mới lớn thôi cái đó cho những người mà người ta đẹp gái người ta mới làm được thôi cái đó phải cho những người lãnh luyện người ta mới làm được đó cái đó là những cái tiếng nói nhỏ thì những cái tiếng nói nhỏ như vậy thì anh chị cần phải làm cái gì anh chị phải đọc lên nếu như tôi không làm cái này bị cái gì đó anh chị viết ra đó anh chị dùng cái đó cho cái tiếng nói nhỏ nó nghe tự động nó sẽ có cái động lực nó sẽ đi làm tại vì không không đạt được và đạt được cái nào mặn, cái nào nặng hơn thì mình theo cái hướng đó ok vậy thôi đi nào chúc anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ tràn đầy năng lượng và chúc cho anh chị uh, gặp nhiều may mắn mọi việc đều được tốt lành với anh chị và tất cả mục tiêu của anh chị đặt ra thật là rõ ràng và anh chị đạt được cái mục tiêu sớm nhất có thể xin chào mọi người